Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói, Mỹ thất vọng sâu sắc về quyết định của Nga cấp quy chế tị nạn tạm thời cho Edward Snowden, người đang bị Mỹ ráo riết truy nã vì rò rỉ thông tin mật về những chương trình tình báo của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng một số đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ trên thế giới sẽ đóng cửa vào ngày Chủ nhật do có mối đe dọa khủng bố. Phát ngôn viên Marie Harf không nêu rõ mối đe dọa là gì và tòa đại sứ hay lãnh sự nào sẽ phải đóng cửa. Một cậu bé 5 tuổi ở bang Florida đã bị nước lũ cuốn vào một ống thoát nước và trôi ra ngoài sông 300 mét. Cậu bé cố sức vào đến bờ an toàn, nhưng nhân viên cứu hộ nói có lúc cậu bé bị nhấn chìm dưới nước gần một phút. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.